Đời này có hai việc mà chúng ta phải cố gắng tránh làm bằng mọi giá. Thứ nhất là dễ dàng chấp nhận bỏ cuộc. Thứ hai là hành động theo lời xúi dục của kẻ khác thay vì theo chủ ý của bản thân. Cũng bởi vậy, nghe theo lời xúi dục của kẻ khác rồi bỏ cuộc chính là điều tệ hại nhất trên đời mà chúng ta có thể làm. Tại sao chúng ta lại nói tới những điều này? Đó là bởi Chelsea bây giờ cũng đang bị số đông fan bóng đá xúi bỏ cuộc trước Real Madrid. Ngay thời điểm trọng tài cất hồi còi báo hiệu trận tứ kết lượt đi ở Bernabeu kết thúc với tỷ số thắng 2-0 cho đội chủ nhà Real, người ta đã sớm kết luận mùa giải của Chelsea vậy là coi như đã khép lại. Tất nhiên là trong tủi hổ. Bởi vì như họ phân tích, Champions League chính là cơ hội cuối cùng để Chelsea níu kéo một mùa giải thất bát. Nhưng hy vọng ấy đã bị chính The Blues vứt đi với một màn trình diễn bạc nhược trên đất thủ đô Tây Ban Nha. Real Madrid là một con quái vật như thế nào ở Champions League thì ai cũng đã rõ. Chỉ có chuyện đội bóng này ngược dòng để đánh bại kẻ khác, chứ mấy khi có chuyện ngược lại. Nhất là khi Chelsea bây giờ đang ở giai đoạn chạm đáy về phong độ và niềm tin. Thực ra thì đấy mới là những suy nghĩ bình thường. Số đông đều nghĩ vậy. Đều nghĩ rằng Chelsea không có cửa tạo nên điều kỳ diệu trước Real Madrid. Và số đông không hề vô căn cứ. Real Madrid vẫn là một con quái vật như chúng ta từng biết. Carlo Ancelotti vẫn là một tay lão luyện và dưới trướng của ông vẫn là những siêu sao luôn biết cần phải làm gì ở một sân chơi lớn như Champions League. Không, Champions League có thể là sân chơi kỳ vĩ của ai đó, chứ với phần lớn các cầu thủ Real thì nó cũng chỉ như vườn nhà. Họ quen thuộc với bầu không khí được cho là đặc biệt của giải đấu ấy tới mức, kể cả là trước những trận chung kết, vẫn có thể ăn ngủ nghỉ yêu và chơi game như bình thường. Đối thủ thì như thế, còn Chelsea thì sao? Như một mớ bòng bong. Bàn thắng may mắn của Gallagher trong trận đấu với Brighton là bàn thắng đầu tiên mà họ ghi được trong 5 trận gần nhất. Nhưng rất tiếc, bàn thắng ấy không chỉ giúp họ có được trận thắng đầu tiên. Huấn luyện viên Frank Lampard được mời trở lại với hy vọng tầm vóc và sức ảnh hưởng to lớn mà ông có được từ thời còn là một trụ cột ở Stamford Bridge sẽ giúp The Blues ổn định tình hình. Nhưng cho tới giờ thì chúng ta chưa nhìn thấy bất kỳ sự tiến bộ nào cả. Trận gặp Brighton, Chelsea dù đá trên sân nhà vẫn bị ép cho ra bã. Có cảm giác đường đến khung thành của Kepa bây giờ như một con đại lộ, nơi người ta có thể phóng cả chiếc Ferrari đến đó mà chẳng ai ngăn cản. Còn đường tới khung thành của đối phương thì lại như một con hẻm, trong khi bản thân Chelsea là một chiếc container đắt tiền quá cồng kềnh. Chữ N trong tên của Chelsea chính là niềm tin, nghĩa là ở Chelsea bây giờ chẳng có chút niềm tin nào cả, chẳng có chút cơ sở cho niềm tin nào cả. Nhưng đấy là người ta nói thế, quan trọng là thầy trò Lampard có tin như thế hay không. Nếu chính họ cũng nghĩ rằng mình bây giờ đang ở tình thế no hope, thì có nghĩa là họ đã vô vọng thực sự rồi. Trong mọi câu chuyện thành công hay thất bại, tư tưởng luôn là một trong những yếu tố quan trọng nhất, thậm chí nó còn mang ý nghĩa quyết định. Nếu bạn muốn làm lớn, thì trước hết bạn phải nghĩ lớn. Loài người sẽ chẳng bao giờ có thể đặt chân lên mặt trăng nếu những con người lỗi lạc của chúng ta không xem đó là một mục tiêu từ cái ngày mà kính viễn vọng còn là một thứ xa xỉ, chứ đừng nói tới máy bay hay là tên lửa. Thậm chí nếu ngày trước tổ tiên xa xôi của chúng ta không dũng cảm bước ra khỏi vùng an toàn và chinh phục những vùng đất mới, thì có lẽ loài người tới bây giờ vẫn chỉ là một nhóm nhỏ những thổ dân sống theo kiểu bầy đàn, ăn lông ở lỗ trong một góc nào đó của châu Phi. Nếu Chelsea nghĩ rằng họ không thể đánh bại Real Madrid thì họ sẽ không bao giờ có thể đánh bại được Real Madrid. Nhưng nếu họ tin rằng cơ hội vẫn còn thì đó chính là một khởi đầu rất tốt. Thực ra nếu chỉ xét với các xác suất thống kê thông thường, Chelsea đâu phải là đã hết hy vọng. Kênh Euroclub Index chuyên chấm điểm và dự đoán kết quả của các đội bóng châu Âu dựa trên phân tích của máy tính và công nghệ trí tuệ nhân tạo chỉ ra rằng cơ hội lọt vào bán kết Champions League hiện là 27%. Đương nhiên, điều đó có nghĩa là cửa đi tiếp của Chelsea đã hẹp đi đáng kể so với thời điểm trước trận lượt đi và chỉ bằng hơn 1/3 so với cửa đi tiếp của Real Madrid. Nhưng nhìn một cách tích cực hơn thì như vậy có nghĩa là cửa vẫn còn. Những cổ động viên tích cực của Chelsea đang động viên nhau bằng khẩu quyết 1% cơ hội, 99% niềm tin, tức là chỉ cần 1% cơ hội thôi cũng đủ để gieo niềm tin rồi. Vậy nên hãy vui lên đi, ở đây cơ hội của Chelsea gấp tới 27 lần như thế cơ mà. Tất nhiên là không một đội bóng nào có thể chiến thắng chỉ bằng cách hô hào về niềm tin. Một niềm tin không đi kèm với một kế hoạch rõ ràng là một niềm tin mù quáng. Và những kẻ lao ra đường với một niềm tin mù quáng thì sớm muộn gì cũng sẽ phải chuốc lấy những kết cục thảm khốc. Nói tới đây, chúng ta lại nghĩ tới hơn 10 phút đầu tiên của chính trận lượt đi. Đó là thời điểm mà Chelsea đã nhập cuộc một cách mạnh mẽ và tạo ra được những cơ hội ngon ăn. Một trong số đó là pha bóng của João Félix có thể thoát xuống một mình từ giữa sân. Trong trận lượt về ở Stamford Bridge đêm nay, Chelsea cần phải nhập cuộc với tinh thần như thế. Họ cần phải thể hiện được khí thế rời non lấp bể giữa lúc Real Madrid vẫn chưa thể nóng máy như thói quen.
một bàn thắng sớm sẽ tiếp theo cho thầy trò Lampard rất nhiều sự hưng phấn, trong khi có thể gieo rắc sự hoảng loạn vào đầu các cầu thủ Real Madrid. Để có thể đàn áp được hàng tiền vệ rất mạnh của Real Madrid, Chelsea cần một cái tên phải thể hiện được phong độ tốt nhất. Và đó cũng là lý do thứ ba để chúng ta đặt niềm tin vào Chelsea. Người đó chính là N'Golo Kanté. Tiền vệ người Pháp chính là nguồn năng lượng đằng sau 10 phút tưng bừng của Chelsea ở Bernabeu cách đây một tuần. Anh là người đã chọc khe cho Felix băng xuống, cũng là người đã cướp bóng trong chân của Luka Modric và kéo bóng tới tận vòng cấm của đội chủ nhà. Vừa trở lại sau một thời gian rất dài nghỉ thi đấu vì chấn thương, Kanté vẫn chưa có được thể trạng tốt nhất, và đó là lý do anh dần dần biến mất trong các cuộc chiến ở giữa sân trong trận lượt đi. Nhưng sau một tuần và được cho nghỉ trước Brighton, Kanté chắc chắn sẽ thể hiện được một phiên bản tốt hơn trước Real Madrid. Nếu thể hiện được phong độ tốt nhất, Kanté có thể thống trị tuyến giữa của Real Madrid như đã từng làm trong cả hai trận bán kết hồi mùa giải 2020-21 mà Chelsea là đội lên ngôi vô địch. Lý do tiếp theo để đặt niềm tin vào Chelsea tất nhiên là yếu tố sân bãi. Ở mùa giải này, Stamford Bridge đã không còn là một pháo đài nữa. Nhưng trong buổi tối Champions League có thể là cuối cùng trong nhiều tháng, thậm chí là nhiều nữa, sân bóng này được kỳ vọng sẽ có một cú chuyển mình mạnh mẽ và gầm lên những thanh âm đáng sợ. Mặt cỏ ấy đã chứng kiến nhiều đêm Champions League diệu huyền và chẳng có lý do gì lại không mơ rằng đêm nay sẽ lại là một đêm như thế. Trong 7 lần gần nhất, Chelsea để thua trận lượt đi trên sân của đối phương, có tới 5 lần họ ngược dòng thành công để giành tấm vé đi tiếp. Nổi tiếng nhất trong đó có lẽ là cú ngược dòng trước Napoli ở mùa giải 2011-12. Khi ấy Chelsea đã để thua đội bóng Italia 1-3 ở lượt đi và huấn luyện viên Andre Villas-Boas bị sa thải. Huấn luyện viên tạm quyền là Roberto Di Matteo là người được chỉ định cầm quân ở trận lượt về. Không có nhiều người đặt niềm tin vào The Blues, nhưng họ đã đánh bại Napoli với đúng tỷ số 3-1 trước khi ghi thêm bàn thắng quyết định trong hiệp phụ. Trận ấy, Frank Lampard là một trong những cầu thủ đá chính. Ông đá phạt góc để John Terry nâng tỷ số lên 2-0 trước khi ghi bàn thứ 3 cho Chelsea từ chấm 11m. Đó chính là bệ phóng quan trọng để Chelsea tiến tới chức vô địch Champions League đầu tiên trong lịch sử. Và lý do cuối cùng chính là yếu tố tâm linh. Mỗi lần thay tướng giữa dòng, Chelsea thường đi tới trận đấu cuối cùng của Cúp châu Âu, thậm chí là lên ngôi vô địch. Avram Grant thay Jose Mourinho mùa 2007-08 và đưa Chelsea tới chung kết Champions League. Di Matteo hay Villas-Boas mùa 2011-12 và giúp Chelsea vô địch giải đấu này. Rafa Benitez thay chính Di Matteo ở mùa tiếp theo và The Blues lên ngôi ở Europa League. Và gần nhất, Thomas Tuchel thay chính Frank Lampard giữa mùa 2020-21 rồi đưa Chelsea tới chức vô địch Champions League tiếp theo. Mùa này, Chelsea đã thay huấn luyện viên tới 3 lần, với việc Potter thay Tuchel, Bruno Sauter tạm quyền thay Potter và Lampard thay chính Bruno, nhưng rõ ràng là họ vẫn chưa đổi vận. Nhưng chưa, chứ không có nghĩa là không. Biết đâu chính Lampard chứ không phải là Potter hay Bruno mới là người được chọn. Chuyện tâm linh thì ai mà nói trước được.